chánh văn phòng từng bị kỷ luật gì đánh nhau. Một chỉ đạo văn phòng tỉnh ủy Nông trưa nay cho biết, huyện Tuy Đức chưa có lên tiếng gì về việc ông Hoàng Tuấn Khang, chánh văn phòng huyện ủy bị tố đánh tài xế nhập viện. Qua điện thoại, bí thư huyện cho biết đã họp ban thường vụ, chỉ đạo xử lý vụ việc gì này thông tin. Cũng theo vị này, ông Khang là cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của ban thường vụ huyện ủy nên huyện sẽ xử lý rồi lên tiếng lại kết quả. Vị này nói, khi nào có cáo báo của huyện về sự việc sẽ thông tin thêm. Trả lời câu hỏi của Vietnamnet, thời điểm xảy ra đánh nhau, có ông Vũ Minh Khôi là phó bí thư thường trực huyện ủy đi thông thường xe, chứng kiến vụ việc, tỉnh có yêu cầu lên tiếng làm rõ. Vị chỉ đạo văn phòng tỉnh ủy cho biết, chỉ nghe thông tin chánh văn phòng huyện ủy và tài xế đánh nhau và không nghe thông tin gì liên quan đến ông Khôi. Liên quan đến ông Hoàng Tuấn Khang, một chỉ đạo huyện ủy Tuy Đức xác nhận, thời điểm ông Khang làm phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy từng xảy ra đánh nhau. Ông Khang sau đó bị kỷ luật khiển trách. Đi làm việc, ăn nhậu ba tăng. Trước đó, ông Huỳnh Tấn Thủy tài xế huyện ủy Tuy Đức, phản ánh với Vietnamnet, chiều ngày 16 tháng 10, ông nhận nhiệm vụ chở ông Vũ Minh Khôi, phó bí thư thường trực và ông Hoàng Tuấn Khang, chánh văn phòng xuống làng mạc Quảng Trực để làm việc. Tại đây, đoàn ở lại dùng cơm và có nóng bia. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, ông Khôi và ông Khang lên xe về lại cơ quan. Trên đường về, ông Khang có lời nói xúc phạm một phó bí thư huyện ủy khác, ông Thủy góp ý thì bị ông Khang dùng tay đấm thẳng vào mặt. Các vết mính trên người ông Thủy do bị đánh. Bị đánh, ông Thủy dẫn tài xế, chở ông Khang và ông Khôi trở về. Đến địa bàn làng Mạc So, ông Khang yêu cầu dừng xe để xuống, không chịu đi thông thường. Khi ông Thủy chở ông Khôi về đến trụ sở thì ông Khang cũng được một cán bộ công tác tại Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức chở về. Tại đây, giữa ông Thủy và ông Khang tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, một bảo vệ và một cán bộ tên Phi đi cùng ông Khang đã ôm, khống chế ông Thủy để ông Khang đánh. Cũng theo ông Thủy, không chỉ đánh, ông Khang còn đe dọa giết ông và cả gia đình ông. Hậu quả, ông Thủy bị mến phải nhập viện điều trị. Sau khi xảy ra sự việc, ông Thủy đã làm đơn trình báo chỉ đạo huyện ủy Tuy Đức. Thường trực huyện ủy, ban tổ chức, ủy ban kiểm tra huyện ủy đã đến gặp, làm việc với ông để cầm sự việc. Về việc ông Vũ Minh Khôi và ông Hoàng Tuấn Khang xuống cơ sở làm việc, ăn nhậu say sưa, theo xác minh của phóng viên Vietnamnet, chiều ngày 16 tháng 10, hai ông Khôi, Khang xuống làng mạc Quảng Trực làm việc với ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ. Sau khi làm việc, các ông Khôi, Khang ở lại ăn cơm, nhậu với đơn vị được làm việc. Trên đường về, ông Khôi, Khang tiếp tục liên hệ, giao lưu, ăn nhậu với cán bộ làng mạc Quảng Trực. Một nguồn tin cho biết, sau khi ăn nhậu tại làng mạc Quảng Trực, ông Khôi, Khang tiếp tục ghé công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên để nhậu tiếp.